Thưa quý vị, một tuần đã qua rồi, đâu là câu chuyện mà quý vị chú ý nhất ạ? Mỗi người thì sẽ có một sự quan tâm riêng. Thế thì chúng ta cứ nhìn vào, lượt xem, lượt tương tác và lượt chia sẻ trên các nền tảng số của VTV Money để chúng ta ghi nhận ý kiến của số đông. Rất may thì tôi là admin của các nền tảng số VTV Money cho nên là tôi có thể dễ dàng xem các thông số của các bài đăng. Và video bên cạnh tôi lúc này chính là video mà có lượt tương tác khủng nhất trên VTV Money trong tuần qua. Với Facebook thì nó có gần 1 triệu lượt xem, gần 5.000 lượt tương tác và khoảng 1.000 bình luận, hơn 500 chia sẻ. Còn với TikTok là gần 400.000 lượt xem, tương tự cũng có hàng ngàn lượt tương tác và cũng có hàng trăm bình luận. Như tiết của bài đăng thì quý vị cũng có thể thấy rồi, đó là về câu chuyện đấu giá đất ở ngoại thành của Hà Nội. Và chúng ta hãy cùng xem là một đoạn video của đoạn clip này. Thưa quý vị, đây là lô đất vừa được chúng đấu giá với mức là hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Với diện tích khoảng 65 mét vuông thì lô đất này có giá trị là 6,5 tỷ đồng. Nếu so sánh với những khu vực nhà dân đã ở lâu năm ở phía bên đường thì hiện nay đang chỉ giao dịch ở mức là 70 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai cho biết, bản thân ông cũng không khỏi ngỡ ngàng khi mức chúng đấu giá tại địa phương có thể đạt mức cao như vậy. Và không chỉ là đại diện Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đâu ạ, nhiều người họ cũng bình luận ở bên dưới bài đăng này là trong sự ngỡ ngàng. Liệu rằng đây đã là giá trị thực của mảnh đất này hay chưa? Vâng, tôi thấy giá trị đất lên đến 100 triệu một mét vuông thì cũng không phải là điều gì đấy quá đáng ngạc nhiên và bất ngờ, vì nhiều nơi thì giá đất còn cao hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái khiến nhiều người tương tác vào bài đăng này là vì đây là những lô đất ở ngoại thành của Hà Nội, tức là cách trung tâm khoảng 30 km, nơi mà có hạ tầng nhiều năm qua không có sự thay đổi gì cả. Vâng, cho nên là người ta đã đặt ra một cái câu hỏi rằng là tại sao một cái khu đất không có biến động gì đặc biệt về mặt hạ tầng, nằm trong khu vực thôn xóm và cũng không gần những trục đường chính, là có thể đạt được mức giá hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông và bỏ rất xa mức giá khởi điểm ban đầu. Đại diện huyện giải thích, trước đây quy định xác định giá đất cho phép thuê tư vấn. Nhưng nay, theo Nghị định 12, huyện xác định giá khởi điểm bằng cách nhân hệ số K, tức là hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương với giá trong bảng giá đất. Vì bảng giá đất của địa phương thấp nên giá khởi điểm thấp. Trước đây chúng tôi đã thuê tư vấn và xác định là cái giá khu vực này của chính cái khu dự án này là từ 40 đến 45 triệu một mét vuông. Chứ không phải là có 8 triệu 8 đến 12 triệu 6 đâu. Trước đây là chúng ta là ban hành khung giá cho 5 năm thì bây giờ là sẽ là ban hành khung giá cho hàng năm. Và khi cái bảng giá khung giá hàng năm này nó tương đối bám sát thị trường thì cái việc này khẳng định là tôi nghĩ rằng là nó sẽ có cái sự khắc phục ngay. Tôi nghĩ đánh giá đây là một cái giai đoạn quá độ của trong cái chính sách của chúng ta đang xây dựng và hoàn thiện sau khi luật đất đai mới có hiệu lực. Hiện người ta đưa ra cái giá, mức giá khởi điểm đấy là người ta đã tuân thủ theo quy định của Nghị định 12. Thế nhưng mà nói rằng là cái đấy có phải giá thị trường hay không thì chắc chắn là tất cả mọi người đều thấy rằng đấy không phải là giá thị trường. Với chế tài như thế thì tôi nghĩ là chưa đủ mạnh. Người ta cũng sẵn sàng vì nếu như mất số tiền đấy thì nó cũng không phải là cái gì nó quá lớn đối với người ta. Với mức từ 8 triệu 600 ngàn đồng một mét vuông cho tới 12 triệu 500 ngàn đồng một mét vuông thì nhà đầu tư phải đặt cọc 20%, tương đương với khoảng là 200 triệu đồng. Và số tiền này được đánh giá khá là nhẹ nhàng. Nếu trúng và rao bán lại có lãi thì họ thành công. Còn nếu trúng nhưng mà không tìm được người mua rồi bỏ cọc thì cũng không mất một số tiền quá lớn. Và thực tế thì cũng đã có nhiều người như vậy rồi sau 2 ngày trúng đấu giá. Có nghĩa là mình sẽ bán lướt, nếu mà không có ai lướt thì mình sẽ lộp tiền đến cuối cùng. Có cái lô là 100 triệu thì so thì nghe nó hơi hãi thôi, chứ còn có hơn, còn nhiều lô khác lộng rẻ, giá lộng mềm mà. Ừ, hơn 80 thôi. Thế thì bây giờ mình bán lướt thì mình sẽ lướt khoảng bao nhiêu? Tùy bạn ạ. Vì tùy khách thiện chí như nào. Thật ra thì khoảng 100 150 hoặc 200. Cứ vui thì mình bán thôi. Có một cái lô mà ở đằng sau ấy thì giá cạnh bốt điện ấy, giá 51 mấy thì người ta mua lướt 200 thì qua 2-3 người lướt rồi thì giờ người ta đang giao lướt là 700.
Vâng, cứ vui thì bán thôi. Theo trao đổi với đại diện một số địa phương thì trước đây giá khởi điểm được xác định bằng cách là thuê tư vấn dựa trên việc tham khảo và so sánh với giá đất lân cận hoặc là giá trúng đấu giá của những cái cuộc gần nhất. Nhưng mà từ tháng 2 của năm nay khi mà Nghị định 12 về định giá đất được ban hành thì cách xác định giá khởi điểm đã thay đổi rồi. Huyện sẽ xác định giá khởi điểm bằng cách là nhân hệ số K hay còn gọi là hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương với giá trong bảng giá đất. Bởi vì bảng giá đất ở địa phương thấp cho nên là giá khởi điểm cũng thấp. Và thực tế là các địa phương và các công ty thẩm định họ cũng đã nhận ra những bất cập này. Các chuyên gia đều cho rằng là sắp tới khi mà các văn bản hướng dẫn thực thi các luật mới được ban hành đồng bộ, chi tiết thì những điểm bất cập này sẽ sớm được khắc phục mà thôi. Câu chuyện về đấu giá đất ngoại thành này có hiện tượng thổi giá hay không hay đã là giá trị thật thì quý vị có thể theo dõi những phân tích chi tiết hơn bằng cách xem lại trên VTV Money ạ. Chỉ là qua những ồn ào những ngày qua của sự việc này thì tôi nghĩ rằng là người mua hay là những nhà đầu tư họ luôn cần phải tỉnh táo trước các sự việc và hiện tượng để biết rằng đâu là thật và đâu là giả. Nó cũng giống như là câu chuyện của thị trường chứng khoán những ngày trước ạ. Thật giả lẫn lộn và nhiều nhà đầu tư đã rơi vào bẫy của những lời đồn. Đây ạ, hình ảnh bên cạnh tôi. Thị trường chứng khoán xôn xao khi mà có một văn bản Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi các công ty chứng khoán và các cá nhân có liên quan bị lộ và chụp cắt gốc ở những câu chữ về thanh kiểm tra, tạo cảm giác hoang mang và khiến cho những cổ phiếu liên quan đã bị giảm sàn. VTV Money sau đó thì đã liên hệ với Ủy ban chứng khoán nhà nước và được biết là công văn này là hoạt động thanh kiểm tra định kỳ theo quy định với các doanh nghiệp niêm yết và thực sự bất ngờ khi mà văn bản bị chụp cắt khúc và lan truyền ở những đội nhóm với một góc nhìn mang cảm giác là doanh nghiệp đó đang gặp cái sự cố nào đó. Chứng khoán thì chúng ta vẫn biết vẫn luôn là một thị trường của thông tin. Sống và làm việc giữa một môi trường bao phủ bởi thông tin thì chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi việc lúc gặp phải những cảnh tam sao thất bản và những lời đồn đoán. Chuyện vừa rồi thì chỉ là một mảng rất nhỏ, tối màu thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại bức tranh của thị trường chứng khoán quý 2 thì chúng ta sẽ thấy cũng có rất nhiều gam màu tươi sáng. Thưa quý vị, những màu quen thuộc với nhà đầu tư chứng khoán có thể kể đến là tím, xanh lá cây, vàng, đỏ hay là xanh da trời. Và chúng ta hãy cùng dùng những gam màu này để vẽ lên bức tranh kết quả kinh doanh của quý 2 vừa qua. Về tông màu chung thì VTV Money sẽ dùng màu xanh lá cây khi mà tổng lợi nhuận của khoảng 1.220 doanh nghiệp niêm yết tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng hơn 7% so với quý 1 2024. Đi sâu vào lớp nền bên dưới thì đóng góp nhiều nhất vào sắc màu tích cực chung là nhóm bán lẻ với mức tăng gần 395% so với cùng kỳ. Đại diện tiêu biểu là công ty cổ phần đầu tư thế giới di động MWG, kết thúc quý 2 năm nay với lãi ròng gần 1,2 nghìn tỷ đồng, cao gấp 67 lần so với cùng kỳ. Tiếp sau là nhóm vật liệu cơ bản với doanh nghiệp đầu ngành là Hòa Phát, mã HPG, tăng trưởng lợi nhuận tới 127%. Trở lại với câu chuyện thật giả thì tôi thấy là trong tuần vừa qua trong chương trình Net Zero Deal Future gửi tương lai thì cũng có một cái câu chuyện như vậy. Câu chuyện về một đôi giày giả đúng không ạ? Đôi giày giả, vâng ạ. Bởi vì là chúng tôi đã đặt ra một phép so sánh. Tức là nếu mà hành trình giảm phát thải Net Zero khí CO2 về không ấy được ví như một đường đua thì các chương trình tín chỉ carbon cũng quan trọng như là những đôi giày chạy vậy. Và có những đôi giày không thể đưa chúng ta đến đích và cũng có những đôi giày trông đẹp xịn nhưng không phải ai cũng có thể đi được. Và sau đây sẽ là một câu chuyện như vậy. Câu chuyện về một hãng hàng không của nước Anh được xem là đã chọn phải một đôi giày tín chỉ carbon giả mạo. Hãng hàng không Virgin đã chấm dứt việc mua tín chỉ carbon của dự án Oda Minchi. Dự án trồng rừng hấp thụ khí thải Oda Minchi không có tác dụng gì cả. Đây là những bài báo gây xôn xao dư luận về môi trường năm 2018. Hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh, với chủ nhân là tỷ phú Richard Branson, đã quyết định mua tín chỉ carbon từ một dự án trồng rừng ở Đông Nam Á để bù đắp lại những tác hại lên môi trường do các chuyến bay thải ra. Lúc đó Virgin Atlantic phải mua tín chỉ carbon từ một công ty khác với cái giá 10 bảng Anh cho một tín chỉ. Nhưng chỉ được vài năm thì một sự thật chấn động đã được phơi bày. Dự án trồng rừng mà hãng Virgin đầu tư vào thực ra là đang diễn ra tình trạng phá rừng, mà phá rừng với một tốc độ nghiêm trọng.
Cụ thể, báo cáo điều tra của Fern, một tổ chức phi chính phủ đã chỉ ra, khu rừng mà Virgin Atlantic đang mua tín chỉ carbon có tới một nửa diện tích rừng đã hoàn toàn biến mất. Và những người liên quan tới dự án tín chỉ này hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát nạn phá rừng. Nói một cách đơn giản hơn, Virgin Atlantic đã bỏ tiền ra mua tín chỉ carbon từ những khu rừng không còn cây, tức là không có tín chỉ carbon nào ở đây cả. Nặng nề hơn, một tờ báo đã gọi những tín chỉ carbon này bằng từ bogus, có nghĩa là tín chỉ carbon hàng giả, hàng nhái. Bằng một đôi giày fake, hàng giả thì có thể khiến một vận động viên rơi đường đua. Một tin tức giả fake news thì có thể khiến cho túi tiền của một nhà đầu tư bốc hơi. Và cuối cùng thì chúng ta vẫn luôn phải tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để tự phân biệt thật và giả. Kính chào quý vị khán giả, chắc nhiều người trong số quý vị đã từng được nghe câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm, câu chuyện cổ tích nổi tiếng của vùng Trung Đông. Nhưng mà hiện thời thì rất nhiều những xứ sở của Ngàn Lẻ Một Đêm đang rơi vào một cuộc xung đột chính trị quân sự leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm ấy, thì chắc quý vị cũng có thể nhớ là có rất là nhiều những kho báu quý giá được chôn giấu ở khắp nơi. Nhưng mà ở thời hiện đại, kho báu của Trung Đông chính là những giếng dầu. Và khi xung đột nổ ra thì tài nguyên dầu mỏ quý giá này đôi khi lại là nạn nhân của những đợt tấn công. Ví dụ như hồi tháng 1 năm nay thì Iran tuyên bố đã bắt giữ một tàu chở dầu ở vịnh Oman. Con tàu St. Nicholas chở 145.000 tấn dầu từ cảng Basra của Iraq đang đi qua kênh đảo Suez thì mất liên lạc và bị bắt giữ. Còn mới 2 ngày trước thôi thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết là rất có thể nước này sẽ thắt chặt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran như một cách để gây sức ép. Trong câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm thì có một hình ảnh rất nổi tiếng, đó là một tấm thảm thần kỳ có thể bay được. Nhưng mà tiếc là thảm thần thì chỉ chở theo công chúa mà thôi. Còn những thùng dầu quý giá không thể bay được mà vẫn phải đi đường biển. Và nói tới đây thì tôi xin được phóng to tấm bản đồ này lên để quý vị có thể nhìn thấy những tuyến đường biển được gọi là huyết mạch của dầu mỏ khi đi ra khỏi khu vực Trung Đông. Đó là kênh đảo Suez, eo biển Bab el Mandab và eo biển Hormuz. Và đặc biệt ở đây là eo biển Hormuz. Khoảng 30% lượng dầu mỏ giao dịch trên toàn cầu là đi qua eo biển này. Nó đặc biệt quan trọng với các nước xuất khẩu dầu mỏ như Ả Rập Xê Út, Iraq hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đồng thời tàu chở dầu đi qua đây cũng dễ bị tấn công vì mực nước thì nông và có những đoạn thì rất là gần với đất liền. Vận chuyển dầu bị gián đoạn thì giá dầu dễ tăng. Giá dầu tăng sẽ dẫn đến giá xăng, giá nhiên liệu tăng theo. Đây là viễn cảnh tuy chưa xảy ra nhưng mà chắc là cũng không nền kinh tế nào muốn nó xảy ra cả. Và cuối cùng trong câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, vị thần trong cây đèn thần sẽ hiện ra để giúp con người giải quyết những khó khăn. Và lần này phép màu chắc ai cũng đoán được rồi, chính là những đàm phán hòa bình. Trung Đông đang ở trong một bờ vực nguy hiểm. Bây giờ là lúc phải hạ nhiệt, phải giảm bớt căng thẳng và kiềm chế tối đa từ các bên. Nhưng mà đương nhiên để đàm phán và hạ nhiệt thì không đơn giản, không phải như là một cái búng tay của ông thần đèn ở trong câu chuyện cổ. Và hiện tại thì thị trường dầu mỏ cũng như là các nền kinh tế vẫn đang phải hướng sự chú ý của mình tới những diễn biến nóng tại Trung Đông. Thưa quý vị, dầu mỏ và năng lượng đúng luôn là một thế mạnh của Trung Đông. Và trong những cuộc xung đột thì thế mạnh này lại được đem ra để gây sức ép lên đối phương. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những phân tích chuyên sâu từ phóng viên Lê Anh Phương của chúng tôi đang thường trú tại Trung Đông. Xin chào anh Phương ạ, liệu một cuộc chiến tranh toàn diện có nguy cơ nổ ra hay không? Và dầu mỏ liệu có trở thành một thứ vũ khí kinh tế hay không ạ? Cho tới lúc này thì không nhiều người tin rằng sẽ có một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Iran và Israel. Song điều mà người ta lo ngại nhất hiện nay là Iran và các lực lượng thân cận như Hezbollah hay Houthis sẽ lựa chọn một hành động không đến mức gây ra một cuộc chiến tranh tổng lực, nhưng lại sẽ làm rúng động thị trường toàn cầu để chứng tỏ được uy thế của mình. Và để làm rúng động thị trường toàn cầu thì không chỉ có dầu mỏ đâu. Cả nguồn cung khí hóa lỏng cũng đang là một trong những khía cạnh rất dễ bị tác động bởi những căng thẳng hiện nay. Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển 1/4 tổng lượng thương mại dầu thô và 1/3 tổng lượng khí hóa lỏng xuất khẩu của thế giới. Rồi biển Đỏ hay kênh đào Suez
cũng là nơi 10% tổng số tàu chở dầu và 8% tổng số tàu chở khí hóa lỏng trung chuyển qua. Thời gian qua thì lực lượng Houthi vẫn không ngừng tấn công trên Biển Đỏ, song tác động là không quá ghê gớm, bởi người ta cho rằng năng lực của Houthi cũng chỉ có mức độ. Nhưng nếu rồi đây sẽ không chỉ có Houthi hành động tại Biển Đỏ, mà cả các lực lượng khác nữa, sức mạnh quân sự lớn hơn nhiều Houthi, thì chắc chắn những luồng thương mại đi qua Biển Đỏ hay eo biển Hormuz sẽ bị chao đảo hơn nhiều. Hiện người ta cũng đưa ra một số kịch bản, nhẹ thì thị trường có thể chỉ bị biến động trong vài tuần, còn nếu tồi tệ nhất thì sẽ như cuộc khủng hoảng dầu mỏ hồi năm 1973. Giá dầu khi ấy, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, có thể tăng tới 75%, tức là có thể bị đẩy lên đến 130 hay 135 đô la Mỹ một thùng. Xin mời trường quay. Vâng, câu chuyện dầu mỏ thì được cả thế giới quan tâm vì đây là thứ nhiên liệu đứng sau hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, nhưng mà còn tại nền kinh tế trong chính khu vực Trung Đông thì chịu ảnh hưởng như thế nào ạ, anh Phương? Dễ thấy là các nền kinh tế trong khu vực cũng đều đang phải chịu những tác động lan tỏa. Ở đây thì không chỉ có du lịch hay đầu tư đâu. Cần nhớ là Israel hiện cũng là nhà xuất khẩu khí đốt không hề nhỏ tới một số quốc gia lân cận như là Jordani hay Ai Cập. Trong một kịch bản xấu thì Iran và các lực lượng thân cận có thể tấn công vào các cơ sở khí đốt của Israel. Nguồn cung khí đốt sang Ai Cập hay Jordani sẽ ngay lập tức bị gián đoạn. Đây đang là mối lo lớn vì nếu các nước này bị cắt đứt nguồn cung khí đốt từ Israel thì họ sẽ phải lao đi tìm các nguồn cung thay thế. Nó từ đó sẽ dẫn đến những hệ quả dây chuyền để rồi làm mất cân bằng cán cân cung cầu trên thị trường khí đốt toàn cầu vốn đã phải chịu không ít sức ép kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Và trong một kịch bản tồi tệ hơn nữa cũng đã được tính đến là nếu Iran và các lực lượng thân cận tấn công các mỏ khí đốt của Israel, rồi Israel sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các mỏ dầu hay khí đốt của Iran. Nền kinh tế của cả Trung Đông lúc ấy sẽ bị đốt nóng thực sự. Xin mời trường quay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Phương với những thông tin chuyên sâu từ Trung Đông. Tôi thấy là không chỉ xung đột tại khu vực Trung Đông đâu mà tôi có cảm nhận là năm nay thì đặc biệt là trong những cái tháng gần đây thì dường như là tình hình địa chính trị trên thế giới đang có những cái diễn biến khó lường hơn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là thị trường toàn cầu họ đang có cái sự ứng phó như thế nào trước những cái biến động này? Vâng, anh đã nói tới một từ khóa rất là quan trọng, đó chính là ứng phó. Đúng là không thể chỉ khoanh tay ngồi im quan sát khi mà có những diễn biến khó lường thì bức tranh sản xuất, xuất nhập khẩu tự nhiên cũng sẽ có một sự chuyển dịch. Và đó chính xác là những gì đang diễn ra tại châu Âu hay là châu Á. Trong số các đầu tàu kinh tế lớn, châu Âu được xem là một trong những nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất từ nguy cơ xung đột hiện nay ở Trung Đông, bởi đây là một điểm đến chính của tuyến vận tải hàng hóa qua kênh đào Suez và cũng là một trong những khách hàng tiêu thụ lớn với các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ Trung Đông. Các nước Eurozone cần vùng vịnh để đáp ứng nhu cầu năng lượng khổng lồ của mình. Khi có biến động ở Trung Đông, nguy cơ suy thoái về khu vực châu Âu là không thể bỏ qua. Trong những năm gần đây, các biến động gây gián đoạn cho nền kinh tế toàn cầu như dịch bệnh, thuế quan, xung đột quân sự hay tắc nghẽn các tuyến đường biển quan trọng đang xảy ra ngày càng thường xuyên, đòi hỏi các quốc gia và doanh nghiệp tính đến phương án ứng phó. Một ví dụ là ngành xe điện. Sau các sự cố tắc chuỗi cung ứng và việc EU áp thuế nhập khẩu xe điện Trung Quốc, cả hãng xe điện của nước này đang đẩy mạnh sản xuất ngay ở nước ngoài. Trong một năm qua, BYD, nhà sản xuất xe điện số 1 Trung Quốc, đã dự kiến mở 2 nhà máy tại Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công thị trường châu Âu, cũng như khai trương nhà máy đầu tiên tại Đông Nam Á ở Thái Lan. Lĩnh vực vận tải và logistics thì hướng đến công nghệ như một biện pháp thích ứng. Nhiều cảng biển, kho hàng hay hãng vận tải đã bắt đầu đưa vào sử dụng những hệ thống hỗ trợ tự động, sử dụng cả trí tuệ nhân tạo AI để giúp đơn vị vận hành xử lý hàng hóa hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi và chi phí phát sinh. Lĩnh vực logistics đang có sự thay đổi đáng kể, không chỉ vì đại dịch mà còn bởi chi phí nhân công trên toàn cầu đã tăng mạnh. Hệ thống tự động của chúng tôi giúp các nhà kho xử lý hàng hóa nhanh gọn, tiết kiệm không gian, thời gian, từ đó giảm chi phí cho khách hàng. Hệ thống này đang được vận hành ở hơn 900 nhà kho tại 28 nước. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, chuỗi cung ứng toàn cầu hiện không chỉ còn là chuỗi mà đã trở thành một mạng lưới với nhiều nhà cung cấp từ nhiều trung tâm sản xuất, góp phần giảm bớt những rủi ro cho thương mại toàn cầu trong những năm tới. Thưa quý vị, các số liệu thị phần thương mại điện tử qua nửa đầu năm nay tiếp tục cho thấy thị trường này đang có sự thay đổi nhanh chóng về cục diện cạnh tranh giữa các sàn với nhau. Và trong bối cảnh này thì các doanh nghiệp họ vẫn tiếp tục cuộc đua đầu tư vào mạng lưới kho bãi logistics của riêng mình. Vâng, kho bãi logistics đây được đánh giá là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh. Và phóng viên Trinh Vũ của chúng tôi sẽ phân tích câu chuyện này trong mục Kinh tế số ngay sau đây.
Một trung tâm phân loại hàng hóa có tổng giá trị đầu tư là 30 triệu đô la Mỹ thì đang được xây dựng tại Bình Dương. Và khi được vận hành vào năm sau thì có khả năng xử lý được đến 4 triệu đơn hàng mỗi ngày. Và đây là nỗ lực mới nhất của các sàn thương mại điện tử trong việc xây dựng một mạng lưới giao vận riêng. Trong chưa đầy 2 năm qua, hai doanh nghiệp đầu ngành thương mại điện tử là Shopee và Lazada thay phiên nhau đầu tư các trung tâm phân loại hàng hóa, quy mô hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi trung tâm, năng lực xử lý mỗi kho lên đến hàng triệu đơn hàng mỗi ngày. Đơn vị nghiên cứu Momentum Works cho rằng việc sàn mở rộng tự đầu tư logistics đang gây sức ép không nhỏ cho các công ty dịch vụ giao vận. Cách làm này giúp các sàn kiểm soát chi phí vận hành hiệu quả hơn. Cả hai sàn thương mại điện tử lớn của khu vực đều đang cố gắng cải thiện trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như cam kết thời gian nhận hàng. Việc sở hữu mạng lưới giao vận riêng giúp các sàn này kiểm soát được quy trình, đồng thời có được nguồn dữ liệu để có thể tối ưu vận hành về sau. Tuy nhiên, sở hữu hệ thống logistics riêng không đồng nghĩa với gia tăng được thị phần. Các báo cáo thị phần thương mại điện tử 6 tháng đầu năm nay cho thấy, cái tên mới nổi là TikTok Shop đã vượt lên vị trí thứ 2 tại Việt Nam chỉ sau thời gian ngắn, dù hoàn toàn dùng dịch vụ logistics của bên khác, nhờ khả năng thu hút lượng người dùng lớn. Nhóm các doanh nghiệp logistics cũng liên tục mở rộng đầu tư kho bãi tại Việt Nam, giúp các sàn có thêm sự lựa chọn. Sự xuất hiện của rất nhiều các kho bãi tại biên giới cho thấy những thay đổi dựa theo mô hình kinh doanh, xu hướng kinh doanh mới. Hiện tại, chúng tôi đã liên kết với các sàn thương mại điện tử, các đối tác ở nước ngoài. Đến cuối cùng, chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ giao hàng đến tận nhà. Các doanh nghiệp nền tảng đều đưa ra quyết định kinh doanh dựa vào tỷ lệ thu hồi vốn và phân tích dữ liệu. Việc quyết định tự đầu tư mạng lưới giao vận hay sử dụng dịch vụ của bên thứ ba cũng phụ thuộc vào hai yếu tố này, đồng thời căn cứ vào tình hình hoạt động của các công ty logistics đang như thế nào. Giới quan sát đánh giá, việc sàn thương mại điện tử tự đầu tư logistics có thể không giúp tăng trưởng nhanh, nhưng sẽ giúp tăng trưởng được bền vững. Bối cảnh sức mua còn khó khăn, buộc các sàn phải đưa ra nhiều chính sách chiều chuộng người dùng hơn, như cho đồng kiểm hàng, cho hủy đơn hàng ngay cả khi đang giao. Việc triển khai các chính sách này sẽ thuận lợi, ít tốn kém chi phí hơn nếu sàn tự sở hữu mạng lưới giao vận. Thưa quý vị, trong những câu chuyện kể về niềm tự hào hàng Việt thì có những trường hợp đã khiến cho ekip chúng tôi phải ngạc nhiên vì sự say mê và quyết tâm theo đuổi những giá trị truyền thống của nông sản Việt, của hàng hóa Việt. Vâng, họ đã đánh đổi nhiều thứ để biến hương hoa của đất trời thành hàng hóa, để tạo nên những phẩm vật tao nhã mà đẳng cấp, để đưa văn hóa cố đô lên thương mại điện tử một cách thuyết phục nhất có thể. Xứ Huế có một câu chuyện như vậy. Những bông sen trắng cổ của Huế tưởng như đã thất truyền, bỗng được hồi sinh bằng tình yêu, sự đam mê, lòng quyết tâm pha lẫn một chút mạo hiểm. Và hơn hết, có công nghệ mới, có những kênh phân phối mới để lan tỏa đi không phải chỉ trong các vùng miền của Tổ quốc mà còn ra ngoài biên giới quốc gia. Nông sản đã có cơ hội trở thành di sản. Vợ là kỹ sư công nghệ sinh học, chồng thì giỏi sale marketing. Bất ngờ cả hai nghỉ việc, không phải vì Covid-19 mà vì quyết tâm khởi nghiệp với sen trắng cổ của Huế, mong muốn đưa công nghệ vào để những bông sen quý giữ được lâu hơn, trở thành một sản vật đậm chất Huế, có thể lan tỏa đi xa hơn. Nhưng thời điểm đó sen trắng cổ gần như thất truyền, khắp xứ Huế chỉ còn vài trăm mét vuông. Đi thuê đầm, thuê ao xong thì không thuê được người trồng vì bà con đều ngán cái loài hoa khó tính, khó sống này. Hai vợ chồng lại sắn quần, lội bùn, tự tay trồng sen. Cái hồ đầu tiên là mọc hoàn toàn là lộ. Hồ mới đang sống là năng suất không cao và cây nó chết. Mình phải trồng tim là giọng 2-3 lần. Cái thời gian đó ba mẹ mới nói là không cho hai đứa làm. Mẹ nói đi, cả nhà có ai làm nông dân trong xe mà hồi dâu không? Họ vứt hồ cho đó. Tự nhiên hai đứa bấy chúi đầu vô mà trồng. Thế không nhìn mặt hai vợ chồng luôn. Đó là thực sự là một cái quá trình mà cực kỳ gian nan. Những tháng ngày chân lấm tay bùn theo đúng nghĩa của nhà mộc cũng bắt đầu cho kết quả. Sen trắng hồi sinh, tới hàng chục hecta, khắp các thành hào, lăng tẩm, nơi mà xưa kia cũng là vị trí các đầm sen vua chúa nhà Nguyễn đã trồng. Trà hoa sen ra đời từ những bông sen hàm tiếu, đượm hương thơm, được thu hái mỗi buổi sớm mai. Qua quá trình bảo quản bằng công nghệ sấy lạnh, bạch liên ngự trà vẫn giữ nguyên hương vị, màu sắc, hình dáng và toàn bộ dược tính của sen Huế. Sau Covid-19, nhiều người mất việc làm, mất người thân, nhà mộc quyết định mang hoa sen về cho các em bé khuyết tật ở trung tâm Hy vọng, gấp cánh, tạo hình. Lại mời nhiều họa sĩ có tay nghề của Huế tới cùng thiết kế mẫu bao bì, vẽ tranh trên chất liệu toan bằng lá sen. Đặc biệt, biến mỗi hộp trà thành một bức vẽ độc bản. Sự độc đáo ấy
vô tình lại tạo nên lợi thế riêng có cho sản phẩm mộc chu ly Huế trên các sàn thương mại điện tử. Cách đây một năm thì TikTok cũng đã về hỗ trợ giống như là ưu tiên những cái sản phẩm của OCOP để lên đến sàn. Cách đây một năm mà giờ chưa nó thay đổi hoàn toàn, cũng rất là nhiều người biết đôi lúc mình là có khách sĩ cũng cả ngang đến. Đó là một điều rất là hạnh phúc mà cái mà bán hàng trực tiếp mình không bao giờ làm được. Việc tiếp cận từ sớm với thương mại điện tử, tự mày mò, sáng tạo nội dung hàng ngày, lại được sự hỗ trợ của TikTok Shop trong các chương trình tập huấn dành riêng cho các sản phẩm OCOP đã giúp nhà mộc nhanh chóng trở thành một doanh nghiệp khởi nghiệp đi đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử xứ Huế. Để những giá trị truyền thống lại tiếp tục được lan tỏa, truyền cảm hứng theo một cách rất mới giữa chốn cổ kính mộng mơ. Tôi nghĩ là trà sen sau một bữa tiệc tin tức thì cũng khá là hợp vị và thanh tao đó. Vâng, tôi thì lại cảm thấy tự hào và có chút yêu hơn những sản phẩm của người Việt. Và cũng đã đến lúc chia tay quý vị khán giả của tạp chí Kinh tế cuối tuần sáng nay rồi. Hy vọng quý vị đã tận hưởng bữa tiệc tin tức mà chúng tôi mang đến và chúc quý vị một cuối tuần nhiều niềm vui.